Chào tất cả các em học sinh lớp 12. Video này thầy sẽ giới thiệu kỹ thuật Casio hỗ trợ cho chúng ta việc giải bài tập số phức. Và thầy cũng nhấn mạnh lại video này với mục đích là giải trí để các bạn có thể là giao lưu với các bạn cùng lớp. Những bài tập kiểu như thế này các bạn phải nắm chắc và các bạn phải giải nhanh theo cái kiểu tự luận. Và video này thầy nhấn mạnh lần nữa chỉ là video giải trí và giúp các bạn là biết thêm một số cái kỹ thuật thú vị. Chúng ta đi vào câu số 1, tìm phần thực và phần ảo của số phức. Đương nhiên, cách 1 chúng ta gọi z là bằng x cộng cho y, và chúng ta thế vào, chúng ta đưa vào và chúng ta tìm. Những bài số phức mà vừa có z ngang kiểu như thế này thì chúng ta đặt và chúng ta đưa về phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng một phần ảo, tức là chúng ta giải hệ. Còn những bài mà chỉ có một cái z hay là cùng là z ngang thì chúng ta đặt nhau cái chung và chúng ta hoàn toàn sử dụng máy tính. Thì câu 1 ngoài cách chúng ta đặt như thế này thì có cách số 2 là chúng ta sử dụng Casio, và thầy sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta chuyển qua chế độ số phức. Đầu tiên z ngang shift 2, đây chính là z ngang 2, mình nhập vào x cộng cho 2 y z. Chúng ta chuyển tất cả sang bên trái, 2 cộng cho b bình. Đối với những bài ngắn thầy không nói cách làm này nó nhanh hơn, bởi vì cái bài này nó ngắn, ta làm theo cách số 1 nó vừa chính xác mà nó lại nhanh. Và thầy cũng nhấn mạnh là để giải trí thì các bạn có thể thực hiện như sau. Chúng ta gọi x, chúng ta có thể gọi 100 hoặc là gọi 1000 cộng cho 0,001 y. Ở đây 100 hoặc là 1000, còn ở đây là 0,01, chúng ta bấm bằng. Thì khi đó chúng ta ghi các giá trị ra, ở đây là 104,998 và ở phía dưới là 1987,999 đây. Bây giờ thầy bắt đầu thầy phân tích. Ngay từ đầu chúng ta gọi z là bằng 1000 cộng 0,01 y. Thì chúng ta hình dung nó cũng giống như là đây chính là a, hoặc đây chính là x, và đây chính là đây. Chúng ta đưa vào hệ, chúng ta bắt đầu đưa vào hệ. Các bạn chú ý cái cách thầy phân tích. Ở đây là 1004,98, như vậy ở đây nó thiếu 0,02 nữa là được 1005 trừ 0,002. Ở đây nó là 1988 và trừ 0,001, thì khi đó chúng ta sẽ có hệ. Đây là 1000 cộng 5, 1000 cộng 5 tức là x cộng 5, y của chúng ta là 0,01, ở đây 0,02, tức là chúng ta trừ cho 2y bằng 0. Tiếp theo 1988 tức là 2000 trừ đi 12, tức là 2x trừ 10, 12 trừ 0,01 tức là trừ y bằng 0. Chúng ta nhập vào 1 trừ 2 trừ 5, tiếp theo 2 trừ 1 12, chúng ta có được là x bằng 29 phần 3, y là bằng 22 phần 3. Như vậy phần thực là 29 phần 3. Thầy sẽ kiểm tra lần nữa để cho các bạn thấy. Như vậy thầy sẽ nhập vào cộng cho 2y trừ 2 cộng cho bi bình. Thầy sẽ kiểm tra cái phương án này, gọi
đây là 29 phần 3 cộng 22y chia 3 bằng 0. Như vậy cái z của chúng ta, nếu chúng ta tìm ra thì nó sẽ là 29 phần 3 cộng cho 22 phần 3y. Các bạn cũng có thể là giải bình thường ra. Bài này chúng ta làm theo cách số 1 đôi khi nó còn nhanh hơn là chúng ta làm theo cách số 2 này. Chúng ta thử tiếp câu D. Đây chính là đề cô D năm 2011. Chúng ta thực hiện x trừ 2 cộng cho 3y. Chúng ta nhân cho số phức liên hợp 2. Chúng ta chuyển hết sang vế trái. Như vậy đây là trừ 1 cộng cho 9y. Chúng ta gọi 1000. Ví dụ ở đây nếu mà chúng ta gọi 100 thì sao? Thì thầy sẽ làm cho các bạn xem thử. Một ngàn cộng 0,01y. Hoặc là các bạn có thể gọi z là 100 cộng 0,01y. Như vậy cái này các bạn nhớ đây là x và cái khúc sau là y. Thầy đang gọi theo cái hướng này 100. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích. Cái này là trừ 101,03 và ở dưới là trừ 290,97y. Bây giờ thầy sẽ đưa vào hệ, không có chỗ nên thầy sẽ đưa vào hệ ngay vị trí này. Ở đây chúng ta thấy ngay trừ, cái là 101 cộng cho 0,03. Phía dưới trừ, chúng ta đưa ra ngoài. Ở đây thấy ngay, đây là 291. Chúng ta trừ cho 0,003 bằng 0. Dấu trừ bằng 0, chúng ta chuyển nó thành dấu cộng hoặc chúng ta không quan tâm. Thì các bạn có thể thấy ở đây 100 cộng 1, 100 là gì? 100 chính là x, thì là x đây chính là 3y cộng 1 bằng 0. 291 thì đó chính là 300 và trừ đi 9. 300 trừ 9, 300 chính là 3y trừ 9. Ở đây trừ 0,03 tức là trừ cho 3y bằng 0. Chúng ta qua mod 551, chúng ta nhập vào là 1, chúng ta giải hệ 3 trừ 1, 3 trừ 3 và 9. Chúng ta có được là z nó sẽ bằng là 2 trừ đi. Như vậy module K12 của 4 cộng 1 5 căn 5. Câu số 3. Hai câu 1, 2, cái công việc tính toán nó khá đơn giản. Câu số 3 này, nếu bạn nào hay sai thì công việc tính toán này nó không có đơn giản xíu nào. Thì khi đó các bạn có thể là tham khảo thêm cách chúng ta sử dụng Casio. Câu số 3, thầy sẽ nhập vào 2 trừ chi 2 trừ y nhân cho x trừ vừa ngọt ra 3 trừ 2y. Viết ngang cộng 1 cộng 2y tất cả bên. Thầy gọi bây giờ thầy quay lại là 1000 cộng cho 0,01y. Thật ra cả hai cách đều được. Thì các bạn lưu ý, khi chúng ta gọi 100 thì 100 là x, khi chúng ta gọi 1000 thì 1000 là x. Thầy gọi hai cách để cho các bạn thấy kiểu nào cũng được. Ở đây chúng ta thấy
Đây là câu số 3. Trừ 100297 và đây là 1004,005. Dấu trừ, trừ bằng 0 thì chúng ta có thể là không bằng đâu cũng được. Đây là 1003 trừ 0,03. Phía dưới này đây là 1004 cộng 0,05. Thầy bắt đầu đưa vào 1000, 1000 chính là x, như vậy đây là x cộng 3 trừ 3y. Cái này là x cộng 4 cộng cho 5, 5y. Mốt 5 1 trừ 3. Các bạn nhớ số đưa qua bên kia, trừ 3. 1 5 trừ 4. Như vậy cái giấy chúng ta là trừ 27/8 trừ 1/8 y. Người ta hỏi phần thực. Được ha. Như vậy là chúng ta kết thúc 3 câu. Câu số 4. Lý do là đưa câu số 4, câu số 5. Đối với những câu như thế này thì các bạn thấy khi chúng ta nhân chiếu lên thì khi đó chúng ta sẽ được là bậc 2. Sẽ quy đồng lên. Thì khi đó các bạn những bài kiểu như thế này thì các bạn phải giải tay. Tức là các bạn sẽ có được một cái hệ gồm hai phương trình, một là phương trình bậc 1 và hai là phương trình bậc 2. Dùng phương pháp thế các bạn thế vào. Đây là đề khối B năm 2011. Nếu câu cho dưới dạng 4 đáp án thì chúng ta chỉ việc là kiểm tra từng đáp án chúng ta thế vào là xong. Nhưng nếu người ta cho, người ta yêu cầu tính như thế này thì khi đó các bạn phải giải cụ thể ra thì các bạn mới biết được đáp án. Thì công việc này thì thầy sẽ để dành cho các bạn. Chúng ta làm cụ thể ra và chúng ta tính. Thầy sẽ cho đáp án luôn. Câu 5 là đáp án B. Câu số 6. Chúng ta nhân lên, chúng ta có hai cách. Kiểu này chúng ta làm theo kiểu tự luận nó cũng khá nhanh, không có mất bao nhiêu thời gian cả. Câu 6 thầy đã dành cho các bạn là tự rèn luyện. Tức là chúng ta sẽ nên làm cả hai cách. Một, chúng ta làm tự luận trước. Hai là chúng ta sử dụng Casio, chúng ta làm thêm. Giống như là chúng ta giải trí sau những giờ học căng thẳng. Tương tự đối với câu số 7. Chúng ta làm cả hai kiểu. Có vấn đề gì chưa rõ hoặc là cần thảo luận thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Đây là một video giải trí. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.